là khúc giao nhau giữa đường đi vào khu dân cư Nam Long với lại trục đường Liêu Phường quận 9. Đường Liêu Phường quận 9 hiện tại bây giờ cũng đã mở rộng được 30 m, nhìn rất là thoáng và giá trị bất động sản ở những cái khu vực này giá cũng tăng rất là cao và có giá trị về thương mại. Đặc biệt là cái tuyến đường này là tuyến đường dân sinh cho nên là không có xe lớn chạy nhiều, và xung quanh cái tuyến đường này là những cái dự án rất là cao cấp, như là bên Tân Định Phú Nhuận thì có những cái diện tích lớn trên 230 cho đến là 350 m², tức là 400 m², khu dân cư Kiến Á. Sắp tới thì bên Đất Xanh cũng sẽ triển khai một cái dự án đó là Urban City, là mình sẽ thấy ở vị trí sức mạnh của mình. Thì phát triển bao gồm vừa căn hộ và shop house. Còn căn hộ phía trước mặt của mình đó là Thủ Thiêm Garden, thì hiện tại cũng đã bàn giao căn hộ và cho dân cư vào ở rồi. Thì cái cụm này, cái đường trục đường Liêu Phường này là cái trục đường mà tập trung rất là nhiều cái dự án mà cao cấp, như là phía đối diện trước mặt của bên Merita Khang Điền. Thì giá bán hiện tại của những cái đất mà diện tích từ dưới 100 m² từ khu vực đường Liêu Phường này thì có giá từ 101 cho đến 120 triệu một mét. Thì hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu đến quý khách hàng, quý nhà đầu tư một cái nền đất là trong khu dân cư An Sinh với cái diện tích là 52 m², thì hiện tại là chủ đang thị trí bán là giá 3,2 tỷ. Thì với một cái giá này thì mình đầu tư nó cũng rất là tốt, với lại sổ đỏ cá nhân xây dựng tự do. Đối diện với đường vào của khu dân cư Merita Khang Điền rất là đẹp. Còn phía bên đối diện của mình đây là của bên khu xây dựng 5. Thì xây dựng 5 thì hiện tại bây giờ là cũng đã xây dựng và hình thành được một khu dân cư rồi. Cái vị trí của mảnh đất này là cách đường Liêu Phường là khoảng 100 m, nhưng mà nó nằm lọt giữa những cái khu dân cư cao cấp, nhưng mà nó được cái là xây dựng tự do và sổ đỏ cá nhân nên rất là hot. Với giá 3,2 tỷ thì 52 m² và ngang 4 m thì mình đầu tư rất là đẹp. Mã nền của mình là nền bơ 8 và đồng thời cái nền bơ 7 cũng bán luôn. Nếu như mà mình xác định được rằng là mình bán luôn thì mình mua đầu tư được thì được hai nền. Đó. Nền vị trí từ góc phía bên này cho tới bên này. Ra phía sau đó là khu dân cư Hưng Phú. Chiều sau này cái tuyến đường này thì cũng sẽ mở rộng, thì cái vô tình là cái nhà của mình được hai cái mặt tiền đường trước sau, nhà như shop house rất là ok. Thì để biết đàm phán mua cái lô đất này thì xin vui lòng liên hệ với mình theo số điện thoại 0903 111 365, liên hệ trực tiếp làm việc với chủ. Xin chân thành cảm ơn. Khu này thì rất là đẹp rồi, ra cái là gặp liền đường Liêu Phường, khu dân cư Merita. Sau này là giá trị của những cái nền đất này nó mang lại rất là lớn.